Chào mọi người, hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục về thêm con S970. Con này đẹp từ ngoài vào trong, không rạn nứt nha mọi người. Đã được cài sam lo xịn sò để anh em đi làm xô, mang mua về chỉ việc đi làm thôi, không cần chỉnh sửa hay làm gì thêm. Được dán keo từ lúc mới khui thùng cho nên là con này bây giờ lột keo ra thì không có vết trầy trụi gì nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở một vài style, một vài điều trong này cho mọi người nghe nha. Con này mình bán với giá là 19 triệu 500 ngàn nha mọi người. Được bảo hành trong vòng 6 tháng. Tặng bao da, chân đàn, dữ liệu thì mình đã cài vào rồi. 19 triệu 500 ngàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu chốt con này thì liên hệ vào số điện thoại 0983 977 232 giùm mình. Số này là cũng là số Zalo của mình.